Úi giời, về đây chú Bảo, về đây chú Bảo. Biết luôn à? Ai cơ? Ai? Mẹ bé tí học bộ giáo biết chú độ mi si ạ. Thế ở đây các cháu có rất là nhiều đồ chơi này. Cầu trượt. Trông quả cầu trượt này. Cầu trượt hỏng rồi á. Đứa nào làm hỏng cầu trượt này đây? Cháu gấp chắp ạ. Ép à. Nhưng thỉnh thoảng mây nó lại che mẹ đỉnh núi đi. Ừ, rất trêu người. Cháu có chắc đáp A nào? Ok kìa. Bye bye chú chưa? Bye bye con. Bảo vời chú về ăn cơm rồi không mời ấy.